only Chinatown, because family is in Chinatown. Nhạc nó thấy có vẻ nó rất là từng tiếng nha. Có những cái máy nói, cái máy cầu thang đi, nó nói là phải cẩn thận cho con nít khi mà lên xuống cái cầu thang máy á. Đi bộ này không biết bao xa, nhưng mà con gái mình nó nói coi map thì khoảng 22 phút từ khách sạn. Ở đây thì hơi khó bắt xe bus và đồ xe tram như bus khó. Mà thôi thanh tĩnh đi, mình ở đây tới 2 tuần. Các khách sạn này kinh toàn là lớn ha, cổ điển ha, từ cổ cổ Nhật là thấy không có, chưa thấy chỗ nào cao. Chỗ này so far là một thành phố nhỏ thôi của bên Tokyo. Họ làm rất là safety, rất là an toàn. Chỗ đó chút xíu thôi, xe đi vô thôi mà có người đứng canh cho người đi bộ. Chỗ này họ không cho đi xe đạp vô cấm hay sao mà. Cấm không cho đi xe đạp ở phía trong này. Quay thì quay mấy cái chữ Nhật mà không biết đọc như thế nào, phải bỏ Google Translate hiểu ra chết liền. Nó bà của họ là rất là nhỏ, rất là yên tĩnh. Ramen rock nè, nó gọi là men mật. Cái thang họ xây này ha, rất hay ha. Tới chơi là sao rồi nè, nó đi bộ 20 phút. Đây là tàu bên Nhật rồi. Tới đây là thấy vẻ Chinatown rõ rồi. Nó để chữ là Chinese Restaurant. Có thấy hả? Đó, thấy con sư tử không? Là thấy Chinese rồi. Bây giờ đi lòng vòng phải không? Rồi sao con muốn gì? Bây giờ hai đứa muốn làm gì đây? Đó, Chinatown đó. Rồi mình đi được một chỗ rồi, giờ đi bộ xuống dưới đó coi phải có gì không? Mình quay á, làm mấy cái hình của nó làm cho mình. Mình hòa làng. Đây là hình ảnh chạy nó tạo tính gốc. Ghé tiệm này nó mua kem ăn. Có rõ đó. Đang để bên xong để thấy hai bên này.
ngon, kem thì là ngon, béo lắm, rất là béo. Mấy con bè này dễ thương, làm bóng bóng bè nó che 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 xuống như vậy, trên cái cầu thang. Cái này 4 cái 600 đồng, cái đây trong đó là gì con? Cái đó là gì? Saffron? No. Hey, 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 you have to take the whole thing in your mouth. Vậy so juicy. Vậy đó. Nó ngon, không biết ngon không? Oh my god. Nhật này á, chỗ China tao mình kiếm một cái thùng rác không có, có nghĩa là mình không có thùng rác dục được. Nếu mà mình muốn dục là mình phải đem theo cái túi của mình riêng, mình bỏ vô đó mình cầm. Thì chỗ nào có thùng rác mới được dục. Bên Nhật này họ làm vậy cho nên nó sạch sẽ, đường xá rất là sạch sẽ nha. Bây giờ bà con ăn uống, mọi đứa học sinh ra đây. Lawson của Nhật, cái tiệm này nó cũng giống như hình thức của thằng 7-Eleven bên mình, mà cái chain này nó không có bên Lawson này. Để mua kem này thử ăn này. Kem này là cái hộp đậu mà xanh xanh á, gọi là gì nếu quên á, pistachio vậy đó. Trăm này kem không có bao nhiêu đồng này. Cái này là bao nhiêu tiền ha? 2 đồng thì là khoảng 300 đồng tiền Nhật. Chợ giống như bên mình vậy đó, chỉ có những tờ quầy hàng họ bán đó. Quầy hàng họ bán cái đồ, trong kia là đủ đồ ăn, đồ chơi, giống như một cái chỗ hội chợ vậy. Okay, I'm here, I'm here. Ở đây mắc lắm nha. Miếng đó là 5 đô.
shopping, shopping. This is a mochi huonyaka. Rất là mềm. Chứ phải dẻo như cái thằng kia đó ha. Thằng Korea là dẻo ha. Thằng Nhật là nó mềm. Bỏ miệng nó nuốt vào tan. Mua này. Ghé đây nè. Giờ đi con rồi nè. Đi qua bên khách sạn khác. Lên tới lầu 51 để mình check in vô khách sạn. Dễ sợ không? Sao? Sáng chưa? Chờ nó ngồi để đợi. Bốc cái khách sạn này không biết khách sạn bao nhiêu tiền đây mà thấy dữ dội dữ hả, gọi là ADAZ. This is one of the room that we're gonna stay. This is Nathan's room. Mấy cái lớp cái ngoài. Và chỗ này, giường của anh Nam nè. Giường King. Nathan. This is Nathan's room. Okay. It's just one bed. And this is the sink. And this is the bathtub is brown. It's cool. Towel, clothes, toilet, something. So this is me and Melissa room. Which is the same the other room. We have two twin beds. I got one, Melissa got one. Same thing, we don't have a sofa like Nathan did. Our little bit different. Somebody call us? I think so.
đây là họ cho uống free cái nước ngọt, nước đồ đây như này nè. Nhưng mà rượu với đồ là không được uống nha, là phải trả tiền thì có cái giá của nó nè. Trà uống, cà phê, nước, chấm ngọt, có đồ không phải. Introduce the room. Đó, nó khám phá phòng. Cái này là cái tivi mình có thể dịch chuyển được, để mình nằm mình coi. Cái này để mình có thể là nằm trên giường, mình tự điều khiển mọi thứ ha, hay ha. Giống bên kia ha. Làm sao đây mình đứng đây nữa không? Mở ra chưa set up tại sao? Làm cái này gỗ cũng hay. Đây là có tới 51 cái tầng rồi nha. Spa thì vô trong này nè. Họ sẽ có những thứ họ bảo mình muốn dùng thì họ sẽ tính theo cái giá tiền. Đây là cái chỗ đi vô bơi. Đây là cái phòng đợi nè, phòng đợi trước khi vô bơi. Rồi để mình coi coi nha, hồ bơi của cái chỗ này như thế nào. Giờ họ dẫn vô hồ bơi nè. Gmail lock. Khách sạn này sang dữ lắm.
đang ngồi tắm là đã rồi, ấm rồi. Thấy snow rất không? Mình đi ăn noodle nè, bóc thêm noodle nè. Đó, tuyết hả sao? Tuyết rồi ha. No more snowing. Nhỏ nhỏ không mà ha. Kìa, Lawson, baby. Another one there. Nhà mất đi buồn cười không kìa. How can he survive for tomorrow, man? Tới hả? Tiệm này hả? Mình xuống anh. Cái bàn rồi. Chứ không phải là một cái bàn rồi. Ừ. 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 Ừ.